Trước đây chúng ta đã ở phần về form. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với phần kiến thức liên quan đến backend nha. Backend. Trước chúng ta đang ở bài 22. Thì ở đây để tạo một cái project mới nhé. Add thêm một project mới nhé. Để cho đỡ bị xung đột. Một console nữa là một console project nhé. Console project. Cho đỡ bị xung đột nhỉ. Trong solution. Xong rồi thêm một 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 project ở dạng console nhé. Thêm mới một console. Để cho đỡ bị xung đột với cái như này thầy đã tạo một cái project mới nhé trên trên console này nhé, solution này nhé, ở dạng console nhá, console. Xong rồi chúng ta chuyển sang phần backend nhé, console game nhé, không phải platform đâu, console nhá. Sau đó thì start startup cho nó này. Bây giờ thầy sẽ tạo một cái thêm một cái file mới phải nhỉ. Chúng ta buổi trước chúng ta đang học bài 22 ở trong đây. Hai trong đây nhỉ. Đó, ta sẽ sang một cái bài tiếp theo là bài 23 nhé. Đó, 23 nhỉ. Lesson 2 3. Xong rồi phía phải chuột vào vào project để chọn cái startup nha. Nó chuyển 23. Sau đó ký đúp vào đấy thì ta sẽ thấy được nó hiển thị. Trong bài học này thì thầy sẽ nói đến kỹ thuật đó là null label. Kỹ thuật này sẽ cho phép một biến có kiểu giá trị, một biến có kiểu giá trị có thể nhận thêm cái giá trị null. Nó sẽ cho phép một biến có kiểu giá trị có thể nhận thêm giá trị null. Những cái kiểu dữ liệu dạng giá trị phổ biến ví dụ như là int, char, load, double, vân vân. Những kiểu người ta gọi là kiểu dữ liệu giá trị. Thì những kiểu dữ liệu này khi ta đem để khai báo một biến, biến đó sẽ không thể nhận giá trị null. Chúng ta có int a bằng 123. Ở đây thầy khai báo một biến có tên là a và nó có kiểu là int. Nó mang giá trị ban đầu là 123. Bây giờ thầy lưu nó thành là null. Các em thấy nó sẽ báo lỗi. Bởi vì một biến có kiểu giá trị không thể chứa null. Chỉ có thể một biến có kiểu tham chiếu thì nó mới được chứa null.
Thì trong trường hợp nếu ta vẫn muốn là biến A này chứa null thì ta phải biến nó thành dạng nullable bằng cách như sau. Sau kiểu dữ liệu ta đặt dấu hỏi chấm là được. Lúc này A sẽ có kiểu dạng nullable. Và khi này thì ta có thể lưu trữ giá trị null cho biến A. Hay nói cách khác là biến A có thể nhận giá trị null. Thế còn những cái biến mà nó không phải là có kiểu giá trị, ví dụ như kiểu tham chiếu thì chúng ta thì các biến đấy đều có thể nhận null được. Ví dụ như là string s bằng null chẳng hạn thì thoải mái. À, vấn đề gì? Bởi vì đó là biến kiểu tham chiếu. Bây giờ thầy có một biến nữa, intp ngắn không cho nó. Cái này thì không vấn đề gì. Nhưng bây giờ thầy muốn gán A cho B như này thì lập tức là phát sinh lỗi. Đó. Lý do là bởi vì A lúc này là nó là biến có kiểu có cái dạng nullable. Đó. Còn B lại là một biến có kiểu giá trị thì nó sẽ không cho phép gán một biến lại khác. Hai biến này nó có một cái sự lệch nhau về kiểu. Yeah, một anh là kiểu in hỏi chấm, một cái anh là kiểu in bình thường. Thì trong trường hợp ta vẫn muốn gắn A cho B mà không không phát sinh lỗi, chúng ta sử dụng toán tử hai hỏi chấm rồi. Và đặt giờ hai dấu hỏi chấm đấy đằng sau một cái giá trị tương ứng với kiểu dữ liệu. Dụ trong trường hợp này thầy để là không chẳng hạn. Thì lúc này cái toán tử hai hỏi chấm này nó sẽ hoạt động như sau. Đó là nó sẽ check xem nếu như A chứa null thì nó sẽ lấy giá trị sau toán tử hai hỏi chấm này nó đưa cho B. Dạ. Còn nếu như A mà thiếu một giá trị không phải là null thì nó sẽ lấy giá trị của A nó đưa cho B. Dạ. Ví dụ thế in thử nhé. In thử cái B xem sao. Đó, các em thấy nó nhận không? Là bởi vì cái anh A anh ấy đang chín luôn. Ví dụ thầy thay A bằng là 246 rồi. Đó, các em thấy nó sẽ nhận không? Bởi vì A lúc này đang nhận giá trị khác luôn. Đó thì đấy là cách thức cơ bản của nullable. Về mặt thực tế thì cái nullable này nó sẽ có ý nghĩa thực tế như thế nào, thì nó sẽ có ý nghĩa thực tế như sau. Là giả sử ta có một cái database, trong trong database đấy thì tất nhiên là sẽ có các cái bảng, và trong mỗi một bảng thì lại có các cái cột. Đó. Trong các cột đấy có thể là có cột null, có thể là có cột not null, đúng không ạ? Chúng ta học về database chúng ta biết rồi. Ví dụ như cái cột mà đặt pk từ khóa chính thì nó sẽ không được null, tức là nó phải là not null. Còn ví dụ như cái cột về email chẳng hạn, email thì có thể là null. Đúng không? Thế bây giờ cái ứng dụng của ta nó connect tới cái database đấy. Đó. Sau đó thì nó sẽ lấy, ví dụ như ta có một cái đoạn code để nó lấy dữ liệu ở cái cột null, tức là cột mà có thể chứa cả null, nó lấy từng dữ liệu cho cái cột đấy để nó hiển thị ra chẳng hạn, hoặc là để thao tác cái gì đó, đó xử lý cái gì đó. Thì cái biến để chứa cái giá trị null đấy nó phải là biến not null, đúng không ạ? Đó. Chứ nếu mà nó lại là biến không not null thì hay là nó là biến có khả năng null hay là nullable, chứ biến nó không có khả năng null thì nó không chứa được vì nó lỗi. Dạ. Đấy thì đây chính là cái một trong những cái phần ứng dụng quan trọng của nullable, là nó sẽ cho phép chứa những cái dữ liệu null ở những cái cột dữ liệu trong database.
để từ đó ta sẽ có những cái thao tác với dữ liệu đấy, thêm sửa xóa, xem vân vân. Đó, thì đấy là cái ý nghĩa thực tiễn của Nunavut. Bây giờ ta sang lesson 24 nha. Lesson 24. Trong bài học này chúng ta sẽ nói đến hai từ khóa, đó là va và dynamic. Va và dynamic, chúng ta sẽ nói đến từ khóa va trước nhé. Thì từ khóa va nó sẽ dùng trong những tình huống để thay thế cho kiểu dữ liệu. Khi khai báo biến, khi ta khai báo một biến nào đó thì sẽ có kiểu dữ liệu đi kèm, đúng không? Kiểu dữ liệu đi kèm. Thì lúc này từ khóa va nó sẽ dùng trong những tình huống để thay thay thế cho cái kiểu dữ liệu. Yeah. Mục đích là trong những cái tình huống mà ta không muốn viết kiểu dữ liệu ra, vì nó có thể nó dài, hoặc là có thể nó chưa rõ cái kiểu dữ liệu là kiểu gì, thì lúc này ta sử dụng từ khóa va thay thế. Dạ. Đấy. Tuy nhiên lúc này chúng ta sẽ cần có một cái điều lưu ý, đó là cái biến phải được gán giá trị ban đầu. Tức là ta phải gán giá trị ban đầu cho cái biến đấy. Đó. Thì việc làm như vậy, việc gán như vậy thì cái trình dịch nó sẽ tự xác định kiểu dữ liệu cho biến, cho cái biến đó. Ta phải gắn giá trị ban đầu cho cái biến đấy, thì khi đó trình dịch nó sẽ xác định được là với giá trị như vậy thì kiểu dữ liệu tương ứng sẽ là gì. Nó sẽ tự xác định. Ví dụ ta có INTA, đây là khai báo một biến có kiểu cụ thể là INT. Nhưng mà trong những tình huống ta không muốn viết kiểu dữ liệu ra thì ta thay nó bằng va. Nhưng thay bằng va như vậy thì ta phải gán giá trị ban đầu cho biến đấy. Ví dụ 1, 2, 3. Đó. Thì dựa vào cái giá trị mà ta gán cho biến, trình dịch nó sẽ xác định được cái kiểu dữ liệu tương ứng. Để nó áp cho cái biến A này. Vậy sau lệnh này A sẽ nhận cái giá trị là 1, 2, 3 và sẽ nhận kiểu dữ liệu tương ứng. Ở đây là kiểu INT. Thì nếu như sau đấy ta định gán cho A một cái giá trị, ví dụ 1.2 chẳng hạn, là giá trị không phải là kiểu INT, đúng không? Thì nó không không cho phép. Dạ, không gắn được. Đó, thế là cái đặc điểm. Ví dụ như là C# chẳng hạn là cũng không được.
Thế còn sau đấy mình gắn A là 456 chẳng hạn, thoải mái vì đây là một giá trị có kiểu khi nào tên. Thì cái việc sử dụng qua này nó sẽ giúp ta giảm được cái thời gian. Bởi vì là sẽ có những tình huống mà ta muốn biết cái kiểu dữ liệu để khai báo biến là kiểu gì ấy, thì ta lại phải chuyển sang cái file tương ứng mà nơi đó dữ liệu ta đang sử dụng ở bên file đấy. Ta biết được kiểu dữ liệu là gì xong rồi mới sang quay trở lại trang bên này, ta trong file bên này người ta sẽ viết lại kiểu dữ liệu thì nó sẽ mất công. Trong những cái bài tập mà các em làm thì sẽ có những cái tình huống mà các em thấy nó sử dụng và này. Lấy một ví dụ cụ thể, ví dụ như là ở đây thì có một cái dữ liệu, cái mảng dữ liệu chuỗi đi chẳng nên Maria Alex John Anna. Ta cho cái chữ name SC vào đây cho nó dạng là các cái name. Sau đấy for each và name in names in ra. Các em sẽ thấy rằng là trong tình huống này các em sử dụng và nó sẽ tiện hơn. Wow. String nó dài dòng hơn. Đây ta viết và là sao? Chạy thử, chạy được chưa? Thì nếu giả sử các em tưởng tượng rằng là cái dữ liệu này của ta này, cái mảng dữ liệu của ta nó nằm ở bên một cái file khác và ta chưa rõ được nó là cái kiểu gì, đúng không? Chưa rõ là cái kiểu gì thì nếu ta muốn lấy cụ thể cái kiểu dữ liệu ta lại phải sang cái file đấy ta check. Thế thì trong tình huống này ta viết và thì ta sẽ khỏi cần quan tâm là cái kiểu dữ liệu của cái mảng names này nó là kiểu gì. In cũng được, tra cũng được, floatable, string, vân vân đều được. Ta cứ viết và là xong. Đó, thì đấy là cái ý nghĩa của cái từ khóa và đây. Thì qua thứ hai đó là dynamic. Từ khóa dynamic sẽ được áp dụng cũng tương tự như va là nó cũng thay thế cho cái kiểu dữ liệu khi khai báo biến. Nhưng mà cái biến lúc này, tức là cái biến mà được khai báo ở đây nó mới sẽ ở cái trạng thái hay là ở dạng là không định kiểu. Tức là gì? Tức là cái biến này có thể nhận một cái giá trị với kiểu bất kỳ, hay là bất kỳ kiểu dữ liệu nào thì hay là bất kỳ loại giá trị nào thì biến này cũng đều nhận được. Đấy ạ, đều tiếp nhận được. Ví dụ ta có dynamic B. Dynamic B. Ví dụ đầu tiên thầy sẽ gắn cho B là 1 2 3. Nhưng mà sau đấy thầy muốn B nó lại nhận là 1 2 và 1.23 cũng được. B nhận là ký tự Z cũng được. B nhận là chuỗi cũng được. B nhận là boolean cũng được. Đều được.
À, tất nhiên sừng tên là có đó. Dynamic D13 xong sao em? À được, được chứ em, thoải mái mà nha, thoải mái, bởi vì là đây Dynamic ở đây ấy, nó sẽ giúp cho biến trở thành dạng là biến không định kiểu. Dạ, nghĩa là nó sẽ có thể là chứa bất kỳ một loại hay là một loại dữ liệu có kiểu bất kỳ nào. Thế hiểu đơn giản như thế. Dạ. Cho nên tất nhiên nó có thể đem so sánh bất kỳ kiểu dữ liệu nào. Nha. Ở đây nó không hẳn là chỉ có mỗi những kiểu dữ liệu giá trị như này đâu, mà nó có thể là object, đúng rồi, nó có thể là object nha. Nó có thể là các object. Đấy. Tức là các cái đối tượng ta khai báo các cái lớp xong rồi tạo đối tượng cho nó, ta thích gắn đối tượng cho B thoải mái. Nó biến hình dạng động như Điểm đó. ưu điểm của nó là nó có thể thực ra là ở đây là ta dùng cái biến này trong tình huống mà ta muốn biến này có thể nhận được nhiều loại dữ liệu khác nhau. Thì trong trường hợp mà ta muốn biến ấy dùng được nhiều loại dữ liệu với nhau thì ta sẽ khai báo nó ở dạng dynamic, được chưa? Và tất nhiên ta sẽ không lạm dụng được nó, bởi vì nó sẽ sinh ra hai cái nhược điểm. Thứ nhất là ta khó quản lý, bởi vì nó có thể chứa dữ liệu bất kỳ, ta khó quản lý, nó không rõ được nó sẽ chứa cái gì, đúng không? Ví dụ như ở cái trong tình huống này lại chứa dữ liệu giá trị số thực, trong tình huống khác lại chứa một chuỗi thì ta sẽ khó quản lý. Dạ. Điều thứ hai là tất nhiên là nó sẽ bị gặp phải tình huống là bị chậm hay là giảm hiệu năng. Dạ, giảm hiệu năng của chương trình đi. Bởi vì chương trình sẽ bắt buộc phải thực hiện những cái động tác về chuyển kiểu ngầm định hay là ép kiểu ngầm định hoặc là tự mình. Dạ, chương trình sẽ làm những cái động tác đấy cho ta. Nên nó cũng sẽ bị ảnh hưởng đến cái hiệu năng. Nên ta không lạm dụng những cái này. Dạ, không lạm dụng. Bởi vì nếu không người ta dùng luôn cái này cho nó xong, đúng không? Khỏi cần phải khai báo kiểu dữ liệu nữa. Dạ. Đấy, đấy là cái lý do mà thì C sharp là một ngôn ngữ lập trình định kiểu rất mạnh. Thì cái từ khóa dynamic này thực ra nó sẽ giúp cho C sharp có được thêm một cái linh hoạt nữa, là trong những tình huống này muốn không định kiểu thì tôi sẽ áp dụng dynamic. Dạ. Kiểu như vậy. Đó, thì đấy là cái va vào đây đấy mới nhỉ. Bây giờ chúng ta sang bài tiếp theo nhé. Nó sửa anh em. Trong bài học này chúng ta sẽ nói đến kỹ thuật generic. Generic chúng ta đã từng từng làm cũng như động đến nó rồi. Ở phần list generic, đúng không? Ta có nói đến rồi. Ở phần delegate chúng ta còn nói đến hai loại generic, delegate đó là loại func và loại action, đúng không? Chúng ta đã nói đến rồi nhé. Thì ở đây chúng ta sẽ đi đào sâu hơn, đi đến cái tình huống là chúng ta tạo generic. Tạo generic. Thế thì ta sẽ nói đến cái ưu điểm của nó có ưu điểm gì đó, để ta còn khai thác triệt để cái ưu điểm đấy. Ưu điểm nổi trội của generic đó là nó sẽ giúp ta không cần phải thực hiện
các cái thao tác gọi là ép kiểu. Ép kiểu cả ở dạng tường minh và không tường minh. Lúc này ta sẽ không cần quan tâm đến cái vấn đề ép kiểu, tức là loại gọi là loại unboxing và boxing. Boxing là ép kiểu ngầm định, còn ban nốt boxing ta hiểu ép kiểu tường minh. Thì ta không cần không cần những cái hoạt động này. Thế thì nếu như không cần những hoạt động này thì nó sẽ có một cái ưu điểm phát sinh, đó chính là tăng hiệu năng, tức là cái performance của chương trình. Vì sao lại tăng? Là bởi vì ta khỏi cần tài nguyên CPU để thực hiện các động tác ép nữa. Dạ, khỏi cần nữa. Bất kỳ chỗ nào đó ta đều không cần phải quan tâm đến cái việc ép kiểu. Nghĩa là CPU khỏi cần phải phải sử dụng đến để thực hiện động tác kiểu đó. Dạ. Thì nó làm tăng hiệu năng của chương trình đi. Và nó vẫn đảm bảo được cái tính gọi là định kiểu mạnh, đặc điểm định kiểu mạnh của CSAP. Đó. Và nó sẽ giúp cho chương trình trở nên linh hoạt, với kiểu dữ liệu. Đây là những cái đặc điểm mang tính chất nổi trội của Xenolink, và ta sẽ khai thác một cách triệt để những cái đặc điểm này trong những dự án thực tiễn. Thì về mặt áp dụng, phạm vi áp dụng Xenolink thì ta có thể sử dụng Xenolink để tạo các cái class Xenolink được, tạo các cái method, tức là cái phương thức theo kiểu Xenolink được, rồi tạo các cái interface theo kiểu Xenolink, ta có thể áp dụng. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết từng cái phạm vi áp dụng này, và sau đó chúng ta sẽ áp dụng nó vào trong những cái bài tập, các cái dự án, các cái bài lab, vân vân, và thi thi cử và thực tế sau này cũng vậy. Trước tiên ta sẽ nói đến cái class generic, tức là cái lớp generic. Lớp generic để có thể biến một lớp thành một lớp generic thì ta sẽ sử dụng cái cặp ngoặc nhọn. Đặt sau tên lớp, đặt sau tên lớp. Cái cặp ngoặc nhọn này nó sẽ có cái tác dụng, đó là nó sẽ chứa chứa cái danh sách tham số kiểu, cái gọi là tham số kiểu tiếng Anh. Type parameter. Tham số kiểu, tức là ở đây nó sẽ động đến một khái niệm gọi là tham số. Khái niệm tham số này thực ra chúng ta đã có được nó ở trong phần phương thức đó. Trong một phương thức có thể sẽ có các cái tham số hay là danh sách tham số để tiếp nhận
tiếp nhận dữ liệu. Thì ở đây cái danh sách tham số kiểu nó sẽ được dùng để tiếp nhận kiểu dữ liệu. Tiếp nhận kiểu dữ liệu. Đấy. Dạ. Bây giờ chúng ta sẽ đi cụ thể làm một cái lớp. Ta thấy được cái ý nghĩa của nó. Bây giờ đi lên trên, lên lên trên nhỉ, lên trên, lên trên đầu xuống dưới đều được, lên xuống dưới nhá, xuống dưới cho nó dễ nhìn nhá, xuống dưới được, chỗ này, ta tạo ra một cái class, dựng như tên là gen gen một chẳng hạn, trong lớp này phải tạo ra một cái private, một cái trường đi, int data chẳng hạn, và có một cái property get thì return cái data set. Đấy. Cái enter xuống cho dễ nhìn nhá. Phương thức này, lớp này có một phương thức là phương thức để in ra cái data kia chẳng hạn. Như thế sẽ sử dụng cái to string để in nhá. Public override override cái to string in cái data đó. Được chưa? Đúng nhỉ? ToString là một phương thức được xây dựng sẵn ở trong các lớp. Khi chúng ta tạo một lớp bất kỳ nào đấy thì hệ thống sẽ tự sinh ra cái ToString, phương thức ToString cho cái lớp đấy. Mục đích của ToString là ban đầu nó sẽ để in ra cái thông tin của đối tượng tương ứng với lớp đấy. Bây giờ ta override nó, ta ghi đề nó để ta trả, ta in ra cái dữ liệu chứa trong cái biến data. Hay là trong cái trường đấy. Bây giờ lên trên đây, lên trên hàm main nhá, hàm main đây, thầy tạo một cái đối tượng của gen một g một chẳng hạn bằng new gen. G một chấm đây chẳng gán cho nó một giá trị 13. Sau đó thì in nó ra, in g1 ra. Như thầy nói là khi in g1 thì tức là nó sẽ gọi lên phương thức toString để mà in thông tin của g1. Nhưng ở dưới này ta đã toString override cái toString rồi, thành ra nó sẽ in cái dữ liệu trong biến data. Gán 1 2 3 cho data, tức là sẽ kích hoạt cái set này. 123 đưa cho value, value gán lại cho data. Thành ra cái ông data này sẽ nhận lại 123. Từ string này nó sẽ in ra cái 123 này. Chạy thử nhé. Đó. Nhưng mà
Ở đây thầy muốn in ra chuỗi si sao, đúng không? Thầy muốn in ra cái chuỗi si sao thì nó báo lỗi. Nó báo lỗi là bởi vì sao? Bởi vì cái ông data này nó đang in ở, mình lại muốn nó nhận cái chuỗi, nó không nhận được. Đó, tóm lại là ông chỉ nhận mỗi INT thôi. Thế thì rõ ràng là cái lớp này nó có sự hạn chế về việc làm việc với kiểu dữ liệu. Thì trong tình huống này ta sẽ biến cái lớp gen 1 này thành lớp generic để nó có thể làm việc với bất kỳ kiểu dữ liệu nào. Bằng cách như sau: đặt sau cái lớp một cái cặp hàng nhỏ, bên trong chứa một tham số kiểu hoặc nhiều tham số kiểu tùy ta. Ví dụ thầy chứa một tham số kiểu là t chẳng thì cái t này gọi là tham số kiểu, tức nó chính là cái type parameter như thầy ghi ở dưới. Đây chính là tham số kiểu. Thì lúc này với cái tham số kiểu t như vậy, ta có thể sử dụng cho tất cả các thành phần ở bên trong cái lớp đấy. Ví dụ trong trường hợp này thầy không để lại, đây là int, đây là t, đây là t. Đấy. Nghe nhá. Thì lúc này ta đã được một cái lớp gọi là lớp generic. Đơn giản là như thế. Đơn giản là sau tên lớp mình đặt một cái cặp ngoặc nhọn bên trong chứa danh sách tham số kiểu. Cái tên là T, ta không thích tên là T, thích U, V, W, A, B, C, D gì đó, tùy ra. Thích đặt tên là gì được. Thì cái tên nào nó sẽ có nhiệm vụ gì? Là nó sẽ tiếp nhận lại cái kiểu dữ liệu mà ta muốn làm việc. Đấy, đơn giản như vậy. Thì lúc này lên trên hàm main ta sẽ sửa lại cái chỗ phần khai báo này để ta tìm hiểu cách thức sử dụng cái lớp generic này. Lúc này ta có, bây giờ giả sử ta muốn cái đối tượng G1 này nó sẽ làm việc với chuỗi, đúng không? Nó là đối tượng mà làm việc với dữ liệu chuỗi, thì ta khai báo cái đối số kiểu tương ứng string. Thử nhé. Chạy chưa? Cách thức sử dụng như vậy là sau cái phần tên của lớp ta cũng có cặp ngoặc nhọn, bên trong có chứa một cái danh sách người ta gọi là danh sách đối số kiểu. Đối số kiểu thì cái string ở đây nó sẽ chính là đối số kiểu, tức là nó là hai argument. Nó chính tôi muốn làm việc với dữ liệu có kiểu kiểu cụ thể là kiểu này, đưa vào truyền, nó truyền đi, thì cái string này này nó sẽ được truyền, tức là pass pass vào cái tham số kiểu tên này. Pass cho cái tên này. Tham số kiểu tên này sẽ nhận lại cái kiểu string, từ đó áp dụng cho các cái phần thành phần bên trong của cái lớp. Thì khi này data cũng sẽ có kiểu string, property data cũng kiểu string. Thế tôi không muốn G1 làm việc với kiểu string nữa, tôi muốn làm việc với kiểu double.
thì tôi lại Đấy. cho double vào đấy. Dạ, lúc này dữ liệu tao thích truyền đi là double được. Dạ, đó, thoải mái. Thích kiểu gì cũng được. Thế. Thế nếu như mà tôi cái G1 này làm việc với đầu, tôi muốn có một đối tượng khác làm việc với cha cũng được. Dạ. Gen này. G2. Và đó, G2 chấm đây từ bằng ký tự Z chấm G2 chấm sông chấm à đâu in ra chữ hai xem đi các bạn ta thích làm việc với kiểu dữ liệu gì thì ta cứ đưa ra xử lý hết. Như vậy các em thấy lớp gen một của ta nó đang cực kỳ linh hoạt với kiểu dữ liệu. Dạ. Đây là những cái kiểu dữ liệu người ta là kiểu dữ liệu giá trị, người ta thích kiểu dữ liệu kiểu gì cũng được. Dạ. Nên được. Ví dụ thầy cả, có thêm một cái ở đây đi, đây thì có một cái class gen 2 chẳng hạn. Có một interface y gen 1, ok. Có một telegate Taylor Void không tham số được cái gì xuống đây ta lại tạo ra một cái đối tượng nữa. Nó lại và ta truyền cái đối số kiểu của nó là gen 2 được. Đây là gen gen một gen một. Ok, em thấy thoải mái được cái này thì. Dạ interface cũng được anh kèm tôi thích là một con trỏ hàm hay là đi đi ghét đấy có con trỏ phương thức gen một đối số kiểu là đều được thậm chí là ta muốn là đối số kiểu là một một mảng cũng được float nhìn. Đó, em thấy được hết. Thế còn ta muốn nó là dạng đối số kiểu là một kiểu động được cũng được chạy này mình cái này nó rất linh hoạt luôn nhận ta thích dùng kiểu gì nó cũng đều có thể chấp nhận. Đó, thế đấy là cái generic dạng class. Ta đã xây dựng được một cái class theo kiểu generic. Tuy nhiên có những có thể có sẽ tình có tình huống là tôi chỉ muốn cái tham số kiểu T này này nó nhận kiểu này thôi nó nhận kiểu kia thôi
hoặc nó nhận một số kiểm thôi. À, tôi thích nó nhận những kiểm dữ liệu ở dạng giá trị thôi, tôi chỉ thích những nó nhận dữ liệu ở dạng tham chiếu thôi. Đó, thì ta hoàn toàn có thể thiết lập được những cái ràng buộc đấy. Thì để quy định hay để thiết lập cái ràng buộc cho tham số kiểu, rằng là tham số kiểu chỉ muốn nhận thế này thôi, chỉ muốn nhận thế kia thôi, muốn nhận kiểu này thôi, muốn nhận kiểu kia thôi, thì ta làm như sau để thiết lập cái ràng buộc này nhé. Đó là sau cái cặp một nhọn ta đưa vào cái anh mạnh que que t, ví dụ tôi chỉ muốn cái t này nhận cái kiểu dữ liệu là gen 2 thôi, được không có này gì đấy ạ, hoặc là nhận dữ liệu gen 2 với cả ai gen 2 thôi. À, ai gen 1 chứ, đó, nó không ai gen 2 nên là ai gen 1 hoặc đó chẳng hạn, thì cũng được, ta liệt kê ra. Dạ. Dùng tấm tử phẩy ta liệt kê ra. Thì lúc này nó sẽ có một cái restrict hay là một cái ràng buộc rằng là cái tham số kiểu nó chỉ tiếp nhận những loại hay là những kiểu dữ liệu đấy thôi. Dạ. Và ở đây thì C# cũng sẽ đã xây dựng cho ta một số các cái loại, người ta gọi là loại ràng buộc tham số kiểu để giúp cho ta liệt kê nó nhanh hơn. Thì ta không liệt, trong trường hợp ta muốn tên nó liệt nó nhận hay là không nhận những cái gì đó thì C# đã xây dựng cho ta sẵn số các cái lựa chọn để ta có thể dễ hơn, nhanh hơn trong việc là đưa ra những cái ràng buộc cho tham số kiểu. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu nó nhé. Chỗ này đi, thầy sẽ ghi lại ràng buộc tham số kiểu. Hay còn gọi là ràng buộc cho tham số kiểu được. Thì C# sẽ cung cấp cho chúng ta một số loại cơ bản. Loại thứ nhất đó là struct. Với loại ràng buộc tham số kiểu là struct ấy, thì nó sẽ bao gồm các cái kiểu giá trị. Đó, thay vì ta phải liệt kê là int, char, float, double gì đó, đúng không? Thì chúng ta để struct. Tức là gì? Tôi chỉ muốn cái tham số kiểu của tôi tiếp nhận những kiểu giá trị. Thì tôi để struct là sao? Ví dụ dưới đây thầy sẽ hai cái này là struct. Đó. Thì tức là cái tham số kiểu T này của ta sẽ chỉ nhận những kiểu dữ liệu mà giá trị thôi. Dạ. Lên trên này, như này. Chúng ta nhìn thấy là double không thì có lỗi. Đây kiểu giá trị đúng không? Cha không có lỗi. Ông này chỉ lỗi. Vì đây là những kiểu dữ liệu không phải là giá trị. Dạ. Đấy. Loại ràng buộc tham số kiểu thứ hai mà C# cung cấp cho ta đó là loại class. Thì nó ngược lại, tức là nó sẽ bao gồm các cái kiểu tham chiếu, các cái kiểu gọi là reference, một cái là value, cái là value, cái này là reference, reference. Đó, thì cái class nó sẽ bao gồm các cái kiểu tham chiếu. Ví dụ thầy thay struct ở đây thành là class. Thì lên đây các em sẽ thấy những kiểu giá trị nó sẽ không được chấp nhận. Đó.
những kiểu tham chiếu như là lớp, interface, delegate, mảng, điều động. Ok. Dạ. Đó là loại thứ hai. Loại thứ ba. New. New có cặp có tròn. Cái này nó hơi khó dùng một chút. Cái này nó bao gồm các cái kiểu mà trong đó phải có chứa cái hàm tạo không tham số và có cái mức truy cập là public. Cho là chúng ta sẽ nhìn có mức truy cập public. Bất kỳ một kiểu gì mà cứ cứ có một cái hàm tạo đấy có thể là do hệ thống tạo cho cái kiểu đấy hoặc là do mình chủ động tạo cái hàm tạo không tham số đấy, nhưng mà nó phải có mức truy cập là public là được. Ví dụ như ở đây thầy sẽ thay cái này thành là new nhỉ. Thì lên lên trên đây, lên trên ta sẽ thấy double ok, child ok, gen 2 ok, nhưng mà cái interface delegate mảng dynamic nó không được chứng nhận thì nó không có cái hàm tạo không tham số mức truy cập public như yêu cầu. Cái gen 2 này vẫn được chứng nhận bình thường mặc dù là ở dưới này này, tại cái lớp gen 2 này đúng không? Em thấy rằng là nó không hề có cái hàm tạo không tham số nào đây cả. Là bởi vì chúng ta đã học, chúng ta biết hệ thống sẽ tự tạo cho lớp cái hàm tạo không tham số public nếu như nó không có. Nó không có hàm tạo thì hệ thống tự tạo cho nó. Mục đích là để làm gì? Là để phải tạo ra ban đầu cho các cái trường. Mặc dù ta không hề chủ động tạo nhưng mà hệ thống tự tạo. Ví dụ đây thầy chủ động tạo này. Gen 2. Đó, đây là hàm tạo không tham số đây. Nhưng mà thầy lại không áp cái mức truy cập là public. Đó, thì nếu mà lên trên đây thì các em sẽ thấy nó lại không dùng được. Không dùng được. Bởi vì nó không đáp ứng yêu cầu. Nhưng mà nếu thầy sửa thành là public như này đấy thì kem thấy dùng được bình thường. Đã vẫn dùng vì nó đáp ứng đúng yêu cầu. Và loại thứ tư đó là loại u. Thì ở đây cái như như thầy có nói là cái cặp ngoặc nhọn sẽ được dùng để chứa danh sách tham số kiểu, có nghĩa là có thể có nhiều tham số kiểu trong đấy. Thì trong trường hợp mà lớp đấy ta sẽ định nghĩa mà nó có nhiều tham số kiểu và ta muốn ví dụ như có hai cái chẳng hạn là T và U và ta muốn là thành tham số kiểu T phụ thuộc vào tham số kiểu U thì đây sẽ là cái mà ràng buộc mà ta muốn nói đến ở đấy. Cụ thể là T sẽ bị phụ thuộc vào U, tức là ta muốn T nó phụ thuộc kiểu vào U. Phụ thuộc kiểu vào U, phụ thuộc kiểu nhé vào U. Nhưng mà lưu ý là cái ràng buộc tham số
kiểu mà áp dụng cho U ấy, không được là struct. Tức là ta được quyền là thiết lập ràng buộc tham số kiểu cho T và T sẽ phụ thuộc U, nhưng mà ta cũng lại được quyền thiết lập ràng buộc tham số kiểu cho U, nhưng nếu ta lại thiết lập là struct thì nó kiểu như thế. Ví dụ ở dưới này, ở đây là danh sách tham số kiểu này, thầy khai báo thêm một ông nữa là U, thoải mái đúng không? Ta thích T phải U phải V phải cái gì gì đó thoải mái. Và bây giờ thầy muốn T nó phụ thuộc vào U. Phụ thuộc vào U. Đây là phụ thuộc kiểu vào cái ràng buộc và một cái tham số kiểu khác. Đẹp quá, đó, muốn là gì? Và nếu giả sử ta muốn thiết lập ràng buộc tham số kiểu cho U nữa thì ta lại where tiếp. Where U. Ví dụ như là class. Đấy, đó. Chứ nếu mà như này thì có nghĩa là cả T và U đều là cùng có cái ràng buộc là class đúng không? Kiểu. Nhưng mà nếu mà U lại là struct ở đây không được. Đó nó sẽ báo lỗi. Như này có nghĩa là cả T cả U đều là struct. Thì khỏi cần nhiều tiêu như thế. Thì nó lại không cho phép nhé. Đây là cái loại thứ tư, đó là ràng buộc tham số kiểu vào cái tham số kiểu khác. Đó thì thầy như vậy thầy đã nói xong về lớp generic, cái sử dụng. Như vậy ở đây các em thấy là cách thức để tạo một lớp generic nó rất là dễ, nó không hề khó gì cả. Đơn giản chỉ là sau tên lớp mình đặt một cái bằng nhọn và bên trong có một danh sách tham số kiểu là xong. Lúc này ta sẽ làm cho cái lớp đấy trở nên rất là linh hoạt với kiểu dữ liệu. Thế còn là nếu như ta muốn thiết lập những cái ràng buộc cho tham số kiểu thì ta dùng where để thiết lập. Với các loại tương ứng thầy đã liệt kê ở bên trên. Các bạn. Và bây giờ ta chuyển sang kỹ thuật tiếp theo là phương thức generic. Thầy rào những cái phần lỗi này đã. Sang bên kia cho nó chạy này. C. Mở một cái sự mới nhé. Lesson 26 đi. Trong bài học này chúng ta sẽ nói đến method generic, tức là phương thức generic. Phương thức thì chúng ta biết rất rõ về nó rồi, nó sẽ có các nó có một cặp ngoặc tròn sau tên lớp và bên trong cặp ngoặc tròn nó sẽ chứa danh sách tham số. Đó. Danh sách tham số đấy được dùng để làm gì? Được dùng để tiếp nhận dữ liệu để xử lý. Đó, xử lý công việc. Nhưng mà ta hoàn toàn lại có thể định nghĩa phương thức đấy ở dạng là phương thức generic để cho nó ngoài cái việc tiếp nhận danh sách tham số ra, nó còn có thể tiếp nhận danh sách tham số kiểu nữa, thì lúc đấy nó lại trở nên cực kỳ linh hoạt. Bây giờ ta sẽ đi đến cái tình huống đấy nhỉ. Thì bây giờ ta sẽ ở trên này nhỉ, ta có một cái class là CLA gen. Trong đây có một phương thức
public void show đơn giản đấy. Inner take key phải string value. Nó rất là đơn giản, chỉ là in ra key value. Đấy chứ. Dạ. Đó, tao có một lớp chứ có gì đâu. Đơn giản vậy thôi. Bây giờ xuống đây, xuống hàng main, ta có một cái đối tượng của lớp Chia Gen G1 chẳng hạn, bằng G1 chấm gọi với nước sau. Chuyển đi key là 12 chẳng hạn, value là React chẳng hạn, React gì chạy chương trình chạy bình thường không có gì. Nhưng mà cái phương thức này có nhược điểm, chúng ta thấy rõ rằng nó chỉ tiếp nhận được một dữ liệu là int và một dữ liệu là string. Bây giờ tôi muốn nó in ra key là một chuỗi, value là một chuỗi, nó chịu. Đó, đây chính là cái lý do mà trong tình huống này ta cần phải áp cái kỹ thuật series cho nó để nó linh hoạt hơn và nó mạnh mẽ hơn. Thì ta sẽ làm như sau. Sau tên hàm, sau tên phương thức, ta đưa ra một cặp ngoặc nhọn bên trong chứa danh sách tham số kiểu. Ví dụ đây thầy cần T với cả U. Chỗ này là T. Chỗ này thay bằng U. Thì lúc này ta được một phương thức, đó là phương thức generic. Dạ, đơn giản vậy thôi. Đơn giản. Lúc này ta muốn truyền dữ liệu đi kiểu gì cũng được. Liệu thầy muốn truyền đi cái key là re, value là react gì, nói kiểu đấy. Được, không vấn đề gì. Dạ, ta thích truyền đi dữ liệu gì cũng được. Ta thích chuyển đi một cái key là 579, value là Angular chẳng hạn. Được, không vấn đề gì. Đó, phương thức của ta lúc này thoải mái, áp dụng thoải mái cho các bạn. Thì ở đây chúng ta sẽ có hai cái cách thức để sử dụng cái phương thức generic này. Cách thứ nhất là chúng ta thấy ở đây rồi, người ta gọi là cách ngầm định. Ngầm định có nghĩa là ta không hề truyền đi cái tham số kiểu, đúng không? Không hề truyền đi. Mà nó dựa vào cái giá trị ta truyền đi để nó xác định tham số kiểu. Dạ, đó là xác định. Cách thứ hai là cách tường minh hơn. Sau tên phương thức có cả một ngoặc nhỏ bên trong chứa cái đối số kiểu. Đó. Bên trên là tham số kiểu, đối số kiểu truyền đi để tham số kiểu nhận lại. Đúng không? Bên trên này là string string. Đúng không? Đấy. Bên dưới này là int string thì nó sẽ tường minh. Được chưa? Tường minh. Rõ ràng. Chúng ta có hai cách, một là ngầm định, hai tường minh. Tất nhiên với cái
Cái tình huống này ta cứ cầm lệnh thôi, ta khỏi cần tường binh đúng không, cho đỡ dài dòng. Nhưng mà muốn tường binh thì sẽ làm như vậy. Ta đưa liệt kê cụ thể. Đó, phương thức sâu của ta lúc này nó cực kỳ mạnh mẽ, linh hoạt. Đó, chúng ta chuyển sang loại thứ ba nhé. Áp dụng thứ ba đó là chọn interface. Nói cái này xong ta nghỉ nhá. Question 27. Ta nghỉ học thôi, còn ta cứ ngồi ta làm bài tập. Ý là ta không không học thêm gì nữa, ta làm bài tập thôi. Này thì nói từ đầu nhá, nó hơi dài. Môn này nó rất là nhiều kiến thức. Nó sẽ có những tình huống mà ta sẽ rơi vào tình huống là nó mất hơi nhiều thời gian để học cho một slot. Trong bài học này ta sẽ nói đến cái kỹ thuật đó là inter Base generic, có nghĩa là ta hoàn toàn cũng có thể áp dụng kỹ thuật generic cho interface như class hoặc là new method được. Lên trên đây để tạo một interface, ví dụ e-gen 2. Ví dụ trong đây thầy có một cái method là int s, int a, int b, tức là khai báo. Cái interface chúng ta học rồi, chúng ta biết là nó chỉ có khai báo thôi, nó không có định nghĩa method. Thì khai báo một cái method có tên là s để ý là cộng hai cái CAB kìa và return cái tổng đấy. Thế nhưng mà nếu mà như vậy thì cái method app này nó chỉ có thể thực hiện được với những kiểu dữ liệu là int thôi. Không thực hiện được với float, không thực hiện được với double. Đúng không? Và những kiểu dữ liệu số khác. Đấy thì nó sẽ hạn chế. Hạn chế. Trong trường hợp này ta sẽ chuyển interface thành dạng generic. Sau tên của interface có một cặp ngoặc nhọn, trong có một tham số kiểu. Lúc này ta thay cái này thành là này là t, cái này là t, thì tự nhiên chúng ta thấy nó bắt đầu nó mạnh rồi đấy, đúng không? Mạnh. Lúc này ta khỏi cần cái overloading hay gì hết, bọn ta cứ chuyển kiểu thôi. Khi này ta có một cái class là calculate chẳng hạn, thừa kế từ interface agent 2 kia. Thì lúc này ta cần cụ thể hóa là cái lớp calculate này nó sẽ thực hiện cái động tác, các cái thao tác với kiểu dữ liệu gì. Ta đưa vào đây, ví dụ thực hiện với int, và tất nhiên là nó thừa kế từ interface, nó nên nó cần phải làm gì các em nhỉ, nó phải implement đúng không, nó phải thực thi đó, phải thực thi cái phương thức. Đơn giản là thầy sẽ cho nó return a cộng b thôi. Đấy, thì ta có một cái lớp thừa kế từ interface, lớp này làm việc với những số kiểu int.
Nhưng tôi lại có một lớp khác. Hèn kỳ lê hài. Cũng thừa kế từ ai trên này. Nhưng tôi lại muốn nó làm việc với dữ liệu là double. Thì cũng được, cũng là gì. Dạ. Hèn thì lúc này dữ liệu sẽ là double. Và ta sẽ vẫn return cái A cộng B. Thì xuống đây ta khai báo một đối tượng. New candidate. Và ta gọi phương thức S. Và sẽ return. Nhìn ra. CA.S. 10,20. Tôi muốn có một đối tượng mà nó có thể tính được các cái giá trị của kiểu double. Được. Vâng. Calculate 2. CA2. Scenario. CA2.S 3.4 4.3. Sáu trăm chín chín ba bảy trăm cho ba bảy bảy đấy đó. Tính theo kiểu đấy đó, thì đấy là cái interface ở dạng generic đó, interface. Tất nhiên là ta hoàn toàn cũng có thể áp cho nó những cái ràng buộc tham số kiểu giống như class. Yeah, mẹ.